Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức mới nhất trên kênh Báo Sức Khỏe và Đời Sống. Thưa quý vị, vậy là cuộc bầu cử giữa kỳ Mỹ cũng đã đi đến kết quả cuối cùng ở thượng viện và hạ viện bất chấp kết quả của một bang chưa được bỏ phiếu bổ sung, trong khi Đảng Dân chủ nắm thế đa số ở thượng viện thì Đảng Cộng hòa cũng tuyên bố kiểm soát hạ viện trong Quốc hội Mỹ. Ngay khi vừa nắm quyền Hạ viện và đặc biệt là sau bài phát biểu từ chức chủ tịch, là người của Đảng Dân Chủ bà Nancy Pelosi, Đảng Cộng Hòa ngay lập tức đã có những tuyên bố đanh thép rằng sẽ điều tra Tổng thống Joe Biden và con trai ông với nhiều cáo buộc khác nhau, đáng chú ý là có cáo buộc dính líu với các tổ chức tài chính nước ngoài. Tuyên bố điều tra ông Joe Biden và gia đình Tuyên bố điều tra Tổng thống Mỹ và gia đình được đưa ra sau khi Đảng Cộng Hòa chính thức nắm quyền kiểm soát Hạ viện vào ngày 17 tháng 11 trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Ngày 17 tháng 11, hãng tin Reuters dẫn lời hạ nghị sĩ James Commerce, đảng viên Cộng Hòa ở bang Kentucky, người dự kiến sẽ là chủ tịch ủy ban cải tổ và giám sát Hạ viện Mỹ nói rằng ủy ban này sẽ điều tra các báo cáo ngân hàng và khiếu nại của các nhân vật tố cáo ẩn danh, vốn cho thấy mối liên quan giữa Tổng thống và các hoạt động kinh doanh giữa con trai ông, doanh nhân Hunter Biden. Ông Comer nói, tôi muốn rõ ràng đó là cuộc điều tra về ông Joe Biden, đó là việc mà ủy ban sẽ tập trung trong thời gian tới. Ủy ban Cải tổ và Giám sát Hạ viện sẽ đánh giá mối quan hệ của tổng thống Joe Biden với những đối tác nước ngoài của gia đình ông và xem xét liệu ông có phải là một tổng thống bị ảnh hưởng bởi đồng tiền và sự tác động từ bên ngoài không. Trong tài liệu do ủy ban kết hợp đưa ra tại họp báo, các thành viên nói Bộ Tài chính Mỹ đang giữ ít nhất 150 báo cáo hoạt động đáng ngờ do các ngân hàng đưa ra liên quan đến những giao dịch tài chính của gia đình Biden. Cũng theo Reuters, Tổng thống Biden được cho là đã gặp hơn chục đối tác nước ngoài của Hunter Biden, bao gồm cả giám đốc điều hành của một công ty năng lượng Ukraine, nơi con trai ông có một ghế trong hội đồng quản trị. Tất cả thông tin này đều đến từ bê bối do dỉ tài liệu trong máy tính sách tay của Hunter vào năm 2020. Trước đó, có thông tin con trai Tổng thống Biden dường như đã để lại máy tính sách tay trong một cửa hàng ở Delaware trước cuộc bầu cử năm 2020. Chiếc máy tính này đã rơi vào tay đồng minh ông Trump các email và tin nhắn được lưu trữ trên máy tính cho thấy Hunter đã được các quan chức và đối tác nước ngoài trả hàng triệu đô la để có thể tiếp cận với ông Biden thời điểm đó còn đang là phó tổng thống Mỹ đảng Cộng hòa đã không thực hiện được bất cứ cuộc điều tra nào liên quan đến các giao dịch kinh doanh của gia đình ông Biden khi đảng dân chủ nắm quyền kiểm soát cả lưỡng viện cho đến thời điểm và tháng trước những đặc vụ liên bang Mỹ đã điều tra ông Hunter Biden con trai tổng thống Joe Biden tin rằng họ đã thu thập được bằng chứng để có thể khởi tố ông Hunter Biden về tội thuế và lời khai giả liên quan việc mua súng. Lúc đầu, cuộc điều tra tập trung vào phần tài chính của ông Hunter Biden có liên quan đến các mối quan hệ kinh doanh ở nước ngoài và công việc tư vấn của ông. Sau đó, các nhà điều tra cùng với nhiều cơ quan tập trung kỹ vào việc liệu ông Hunter Biden có phải đã thông báo tất cả nguồn thu nhập của mình hay không và liệu ông có khai dối về một vụ mua súng trong năm 2018 hay không. Trước thông tin trên, Nhà Trắng đã ra một tuyên bố cáo buộc nghị sĩ Đảng Cộng Hòa tại Hạ Viện lên kế hoạch đeo bám Tổng thống Joe Biden bằng các cáo buộc tấn công có động cơ chính trị, chứa đầy những thuyết âm mưu đã được lật tẩy từ lâu. Ông Ian phát ngôn viên của văn phòng luật sư Nhà Trắng nói, Tổng thống Joe Biden sẽ không để cho các cuộc tấn công chính trị này làm ông phân tâm khỏi việc tập trung vào các ưu tiên của người Mỹ. Trong suốt nhiều năm qua, đặc biệt là từ năm 2018, Hunter Biden đã trở thành tâm điểm của các cuộc tấn công không ngừng nghỉ của cựu tổng thống Donald Trump và các đồng minh trong Đảng Cộng hòa của ông, nhưng không có vụ nào dẫn đến cáo buộc hình sự. Ông Trump và đồng minh cáo buộc con trai của Tổng thống Joe Biden có những hành động sai trái liên quan tới nước ngoài cũng như nhiều vấn đề khác. Cuộc điều tra của Đảng Cộng Hòa tại Hạ Viện sẽ bắt đầu vào năm tới, khi lịch trình chính trị của Mỹ hướng tới cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và Tổng thống Joe Biden cho biết ông có ý định tái tranh cử. Hunter Biden chưa từng nắm giữ chức vụ nào trong Nhà Trắng hay trong chiến dịch tranh cử của cha mình. Tổng thống Biden phủ nhận liên quan đến hoạt động kinh doanh của con trai ông. Mặc dù phủ nhận cáo buộc và cho rằng sẽ chẳng quan tâm đến các cuộc điều tra lãng phí thời gian này, tuy nhiên rõ ràng những bằng chứng do gì mà Đảng Cộng hòa đang nắm trong tay cũng sẽ khiến nhiều người Mỹ mất niềm tin vào tổng thống đương nhiệm Joe Biden. Liệu những cuộc điều tra này có ảnh hưởng tới việc chạy đua vào nhà trắng 2024 của ông Biden, tất cả chúng ta sẽ cùng chờ đợi. Cuộc điều tra gia đình ông Trump về hoạt động kinh doanh Thưa quý vị, cũng giống như người tiền nhiệm của mình, tổng thống Joe Biden thời gian tới cũng sẽ vướng vào các cáo buộc gây bất lợi cho mình, nhất là ở giai đoạn tranh cử và nhà trắng 2024 sắp bắt đầu. Trước đó, cựu tổng thống Donald Trump cũng đã vướng vào các cuộc điều tra và triệu tập lên tòa New York liên quan đến vấn đề kinh doanh của gia đình, cụ thể là tại tập đoàn Trump Organization. 4. Hoạt động bất thường của Trump Organization. Theo thông tin mới nhất, cựu tổng thống mỹ donald trump đã đến văn phòng tổng trưởng lý thành phố new york để phục vụ công tác điều tra liên quan đến các giao dịch của cá nhân ông và công ty trump organization tuy nhiên ông sẽ không trả lời bất kỳ câu hỏi nào theo tu trình án thứ năm đồng thời ông cũng tố cáo chính phủ mỹ đang đối xử bất công với cá nhân và gia đình ông tu trình án thứ năm nằm trong hiến pháp mỹ quy định một công dân sẽ không bị buộc phải làm chứng chống lại chính mình Mặc dù mạnh mẽ tuyên bố không làm gì sai, nhưng tại sao ông Trump vẫn viện dẫn tu trình án thứ năm theo hiến pháp Mỹ? Trong quá khứ, ông Trump từng nhiều lần ám chỉ có ai đang che giấu điều gì đó mới cần dùng đến tu trình án thứ năm. Tuy nhiên, hôm ngày 10 tháng 8, cựu Tổng thống khẳng định ông không còn lựa chọn nào khác. Ông nói, tôi từng nghĩ nếu vô tội thì sao cần dùng tu trình án thứ năm, giờ thì tôi có câu trả lời rồi. Ông đã gọi cuộc thẩm vấn là lần thăm dò bất chính, mang màu sắc thù hằn và vụ lợi cá nhân. Giới chức bang New York đang điều tra hoạt động của Trump Organization, trong đó có cáo buộc doanh nghiệp này đánh lừa bên cho vay và cơ quan thuế về giá trị bất động sản mà họ sở hữu. Công tố viên quận Martin Cyrus Vance đã mở cuộc điều tra hình sự nhằm xem xét liệu ông Trump có định giá quá cao một số tài sản để đảm bảo vay tiền, sau đó định giá trung thấp để giảm thuế hay không. Hồi tháng 3, Alvin Bragg, người kế nhiệm của Vance, quyết định không xúc tiến nỗ lực khởi tố ông Trump. Trong khi đó, Tổng trưởng lý bang New York Letitia James cũng thúc đẩy một cuộc điều tra dân sự về hoạt động của công ty gia đình ông Trump trong định giá tài sản và báo cáo thuế. Bà James cho rằng căn hộ của tỷ phú tại tháp Trump từng được khai khống diện tích gấp 3 lần thực tế nhằm nâng giá trị thêm khoảng 200 triệu đô. Hai người con trưởng thành của ông, Donald Trump Jr. và Ivanka Trump, đồng ý làm chứng trong cuộc điều tra ông trump phủ nhận các cáo buộc giải thích rằng việc tìm kiếm định mức giá tốt nhất là một thực tế phổ biến trong ngành bất động sản gia đình ông trump phủ nhận hành vi sai trái và cáo buộc nỗ lực điều tra là cuộc săn phủ thủy mang động cơ chính trị khi bà latitia james là một đảng viên dân chủ như vậy cựu tổng thống donald trump nhất quyết không khai trước cuộc săn phủ thủy sau đó ông còn đọc một tuyên bố cáo buộc bà latitia james đã có hành động tiêu diệt ông khi bà james hỏi về hoạt động kinh doanh của trump organization Ông Trump lặp đi lặp lại rằng cùng một câu trả lời từ khoảng 9 giờ 30 phút đến khoảng 15 giờ chiều. Mọi diễn biến kể từ khi FBI tiến hành khám xét nhà riêng của ông Trump trở nên khá rắc rối. Việc vi phạm đạo luật tài liệu của Tổng thống có khiến ông Trump trở thành người đầu tiên bị trừng phạt trong lịch sử Mỹ hay các cáo buộc lại góp thêm phần có lợi cho ông Trump. Tất cả vẫn đang trong quá trình điều tra làm rõ. Vâng thưa quý vị, ông Trump và Tổng thống Joe Biden vẫn đang là những người có tiếng nói ảnh hưởng nhất trong Đảng Cộng Hòa và Đảng Dân Chủ. Và một số nhà quan sát cho rằng các cuộc điều tra của phe đối thủ đôi khi sẽ không phải là bất lợi mà sẽ còn củng cố thêm vị thế đối với các cử tri ủng hộ, nhất là khi ông Trump và Biden đều đã tuyên bố tái tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2024. Trước nhiều cáo buộc liên quan đến pháp lý trong suốt thời gian vừa qua, ông Trump và Tổng thống đương nhiệm Joe Biden đều một bực phủ nhận tuy nhiên liệu sắp tới họ sẽ có những động thái gì những tin tức quốc tế mới nhất sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo